Trong những chuyến đi mà mình cảm thấy là thú vị nhất đó, đó là chuyến đi khám phá núi lửa Chư Bà Lư. Trong lúc đi khám phá đấy thì xe của anh em mình đậu rất là xa, đậu mãi ở ngoài đường cơ, tại vì cái đường mà để đi vào trong các hang động và đi vào trong núi lửa thì chỉ có đường đi bộ thôi, đường mòn thôi, xe ô tô không thể nào vào được. Và như vậy anh em mình đã quyết định để xe ở ngoài này và đi vào trong đó. Sau một lúc đi bộ thì mình đã đến được một cửa hang. Hang này nhỏ thôi, hang ở phía dưới này đó. Bây giờ mình sẽ xuống dưới đấy xem dưới đấy có gì. Đường đi vào trong này rất là trơn, các bạn hãy cẩn thận. Đây cửa hang này. Ở đây sẽ là một quần thể hang, nó sẽ nối liền nhau. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái hang bên trong này thử xem trong này có gì. Từng khối đá xếp với nhau giống như là con người đặt lên vậy. Trong đây có rất nhiều phân dơi. Sẽ có từng cái lỗ hang nhỏ một. Ở đây cỏ mọc rất đẹp nè. Dương sĩ mọc nhiều lắm, đẹp phải.
Mấy đứa đâu? Anh gửi lên đây nè. Có nghe tiếng mấy cây vừa nổ không? Mày có mạng không? Ở dưới hơn rồi. Chín mưa, tụi mày ở dưới sâu rồi hả? Nghe tiếng mấy cây thử nào. Chết rồi, mưa đến nơi máy móc thì cầm đây. Thì khi đi vào trong đấy á, thì anh em đã tìm được cái hang động thứ nhất. Rồi là hang động nhỏ thôi, nó nhỏ vừa thôi. Còn tiếp theo tìm đến cái hang động thứ hai được rồi. Nhưng mà để tìm được cái hang động thứ ba, gọi là hang động được đánh giá là rộng nhất Đông Nam Á mà nằm ở Tây Nguyên mình á, thì anh em lại gặp một khó khăn là không biết nó nằm ở vị trí nào. Tại vì trong đó là có một quần thể hang động, chúng ta không thể biết là nó nằm ở cái vị trí nào cả. Cho nên là mình bằng mọi cách là anh em chia nhau ra để đi tìm. Thì mình chỉ được biết đến cái hang động đó qua những báo chí, rồi qua những cái tạp chí hoặc là những trang mạng xã hội thôi. Thì người ta đã đến là chụp hình check-in. Và anh em quyết định là bằng mọi giá phải là làm sao để tìm được cái hang động đấy. Như vậy, bọn mình không tìm được hang mà tìm thấy nhau rồi. Hai người bạn đi cùng mình ở phía kia. Lúc đầu chia ra mỗi hướng hai người đi tìm hang, bây giờ không thấy hang đâu cả, tìm thấy nhau rồi, lạc nhau tìm thấy nhau là vui rồi. Đi các bạn. Người ta chỉ hang ở hướng này. Họ bảo đi thẳng. Mấy người kia chị hả? Đúng rồi. Họ bảo đi theo lối đường mòn này. Đường mòn chỉ có một đường này là dưới. Đến đoạn này có đoạn cua lên. Đi. Nói chung là chắc bay phát lên coi nó chỗ nào nghi nghi mình lên anh ạ. Sau quá trình đi bộ khoảng từ 19 đến 20 km đấy, tức là chia ra mỗi bên hai người đi tìm. Xong rồi khi nào phát hiện ra được hang động thì lại gọi nhau. Trên đó thì do anh em dùng Vina cả nên là sóng không có. Anh em bắt buộc phải liên lạc với nhau bằng bộ đàm. Đi rồi trúng cái ngày trời mưa nữa, sợ ướt hết thiết bị máy móc. Cái là chạy hối hả đi tìm nhau rồi tìm chỗ trú. Thì mới gặp được một số bà con đi làm nương rẫy ở đấy. Mới hỏi bà con là chỉ vị trí cho thang núi lửa mà nó lớn nhất nó nằm ở chỗ nào. Thì bà con cứ chỉ đi thẳng theo lối mòn thôi. Thì anh em cũng cứ đi thẳng theo đấy. Cuối cùng thì khi mệt quá rồi, anh em mới nghĩ ra cách là thôi giờ một lần nữa ta dùng flycam á, ta bay lên tìm nếu được cái hang nào mà thì chúng ta sẽ đi lên trên đấy. Chứ cứ một lần đi tìm cái hang, thấy cái lùm cây là cứ tưởng tượng như miệng hang, lại cứ đi lao vào trong đấy. Đi vào trong đấy thì lại không phải cái hang mà mình muốn tìm kiếm. Nhưng mà đến khoảng 2-3 giờ chiều, sau một hồi tìm kiếm thì khoảng 20 cây số đi bộ, hơn 20 cây số đi bộ thì anh em mình đã phát hiện được một cái hang cũng thuộc dạng lớn nhất ở khu vực này rồi. Cửa hang rất là rộng và cây cối ngọn ôm tùm phía trên. Mình đã phải nhờ đến thiết bị flycam để bay lên để kiểm tra xem phía này có không. Tại vì anh em mình đi bộ từ kia lên quả đồi này rất là xa. Và bây giờ mình sẽ cùng các bạn đi xuống dưới hang này, chúng ta cùng khám phá. Let's go. Bây giờ mình đã đến được cửa hang. Ở đây cửa hang rất là đẹp, rất là rộng, những tảng đá xếp rất là đẹp các bạn ạ. Có rễ cây bám. Và như vậy, sau một cuộc hành trình dài vất vả thì anh em bọn mình đã tìm thấy một cái hang tương đối là đẹp và rộng lớn, có thể là nhất ở khu vực này.
từ bắt đầu từ miệng hang bên kia, anh em mình đã đi bộ ra cuối cửa hang bên này và bắt gặp một quang cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rất hùng vĩ. Cảm ơn mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho Tây Nguyên chúng con một kỳ quan hùng vĩ như thế này. Sau khi đó là dùng flycam bay lên thì anh em đã tìm được ra cái cửa hang, và cuối cùng đã tìm ra được cái hang động lớn nhất của Đông Nam Á mình, đó là hang động C7, với chiều dài của hang động là 1066,5m. Và một điều lưu ý cho các bạn trẻ là đây là kinh nghiệm của anh em khi đi trải nghiệm rồi thôi, thì các bạn trẻ khi đi á, điều đầu tiên thì các bạn nhớ là mang nước uống đầy đủ, điều thứ hai là chúng ta nhớ mang đèn pin và đèn soi sáng, cái thứ ba nữa là chúng ta phải mặc quần áo dài và mang giày để có thể leo trèo. Cái thứ tư, chúng ta phải mang dây đi theo để có những cái chỗ đoạn nào mà chúng ta không leo trèo được thì chúng ta bắt buộc phải buộc vào để chúng ta leo lên. Và cái thứ năm là chúng ta làm thì khi chúng ta đi á, thì chúng ta cẩn thận là rắn rết rồi các loại côn trùng nó có thể cắn chúng ta, chúng ta chú ý quan sát dọi đèn trước rồi chúng ta mới đi vào. Đấy, còn khi mà các bạn leo trèo lên các điểm vật tựa. Không gãy, em cứ lên đi. Không gãy đâu. Tì hai chân vô, anh kéo lên. Đưa tay lên cho anh. Tự nhiên nào. Không gãy, em cứ lên đi. Tránh trường hợp như anh em mình, cây mình kê lên để mình trèo lên những cái móc cao đó. Nhưng mà do sơ sẩy không để ý, cái cây mình gác lên là cây nó bị mục rồi. Một số anh em dẫm vào thì nó gãy, gây nguy hiểm. Thì rất may anh em trong chuyến đi khám phá không ai bị sao cả. Những ai mà có muốn đi khám phá hay tìm hiểu những cái hang động núi lửa ở Chư Plư thuộc huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông thì chúc các bạn sẽ thành công trong những chuyến đi của mình.